hai xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và ngày hôm nay đức sẽ gửi đến các bạn một cách để các bạn làm hiệu ứng chữ giống như trong phim trò chơi con mực ha như các bạn đã biết thì thời gian gần đây bộ phim trò chơi con mực nó trở nên rất là hot và ngoài cái nội dung phim thì người ta còn ấn tượng đến cái chữ của cái tên phim ha và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm hiệu ứng chữ của bộ phim trò chơi con mực thì đầu tiên các bạn cần download cái phong chữ này về máy trước ha thì phần phong chữ mình đã cung cấp dưới cái phần description có nghĩa là cái phần mô tả video dưới kênh YouTube khi mà các bạn đã download về và giải nén ra thì các bạn sẽ cài đặt cái phong chữ này vào máy ha Tuy nhiên đối với cái phong chữ Việt hóa này nó sẽ na ná giống với cái phong chữ trong cái tên phim thôi nhưng ở đây nó sẽ không giống 100% nha. Và những cái nét kéo dài như thế này thì chúng ta phải điều chỉnh và vẽ thêm cho phong chữ. Chứ không thể nào cái phong chữ nó có sẵn những cái nét này nha. Cũng như là những cái ô tô màu như thế này ha. Rồi đầu tiên Đức tạo một cái file làm việc mới. Đức tạo một cái chuẩn full HD luôn ha. 1920 x 1080. Rồi click OK. Thì với cái file vừa mới tạo ra thì Đức sẽ tô cho nó một cái màu đen. Cái màu Phật ra của Đức đen là màu đen nè. Để tô màu đen thì Đức có thể tổ hợp phím tắt là and delete ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ sử dụng cái công cụ Title. có nghĩa là cái công cụ gõ chữ á. Cái phím tắt nó là cái phím chữ T trên bàn phím. Thì các bạn sẽ gõ cho mình một cái nội dung bất kỳ ha. Và cái màu chữ ở đây các bạn chọn là màu trắng nha. Rồi sau khi đã có cái chữ như thế này thì Đức có thể canh nó ra giữa ha. Ctrl A để nó lót vùng chọn nè. Rồi ở trên cái thanh status 2 á Thì các bạn sẽ canh giữa nè Rồi ở đây các bạn có thể double click vào cái lơ chữ của nó Để nó quét khối toàn bộ cái lơ chữ của bạn ha Rồi các bạn có thể chọn về cái phong chữ Các bạn vừa mới cài vào trong máy á đó. đó là phong sinh let ha ha Thì các bạn thấy thì cái phong chữ này Nó khá là giống với cái uh, tên phim Tuy nhiên á thì các bạn thấy á Thì cái khoảng cách giữa các chữ á Nó hơi bị... Uh, khích đó các bạn thì các bạn có thể điều chỉnh lại cái khoảng cách của nó ha các bạn có thể mở cái bảng character rồi nè bạn nào mà chưa có cái bảng character nữa thì các bạn có thể vào menu window rồi các bạn chọn là character ha ở đây các bạn có thể điều chỉnh cái khoảng cách đó lại thì ở đây đức để khoảng 100 100 ở đây thì còn khá là khích ha rồi tạm thời đức để 150 đi ha rồi như các bạn thấy á ở bên đây nè cái chữ T của nó lại kéo dài thêm ha rồi những cái nét chữ R nè Nó lại kéo dài xuống dưới Cũng như là những cái nét chữ Y nè Và cái chữ H cũng vậy ha Chữ N Thì ở đây các bạn hoàn toàn các bạn phải thay đổi Các bạn phải vẽ thêm ha Thì với cái lơ chữ này Thì các bạn sẽ click phải chuột nha Rồi các bạn sẽ chọn cho mình đó là Convert to Ship Để các bạn chuyển cái lơ chữ của bạn thành dạng là Ship khi mà các bạn đã chuyển cái lơ chữ các bạn về dạng ship rồi thì các bạn sẽ chọn vào cái công cụ đó là Direct Selection Tool, có nghĩa là cái công cụ mũi tên trắng á. Thì các bạn thấy trên cái chữ của bạn bây giờ nó là một cái ship nên nó có những cái điểm neo nè. Đó. Đức zoom lớn lên ha. Đó. Các bạn để ý, chúng ta sẽ có những cái điểm neo. Thì để kéo dài ra thì các bạn có thể lít chọn vào một cái điểm neo của một đầu chữ T nè bạn lít một điểm ha Rồi các bạn giữ ship nha các bạn lít một điểm Thì cái điểm neo mà nó được chọn thì nó sẽ thể hiện hai cái chấm màu xanh như thế này Rồi các bạn sẽ dùng cái phím mũi tên đó các bạn có thể là nhích nó qua ha Thì khi mà các bạn giữ ship á các bạn có thể nhích một lần là 10 pixel 1, 2, 3, 4, 5 Đứt nhích qua là 50 pixel ha Đó thì chúng ta sẽ thay đổi được cái chữ T của các bạn. Rồi với cái chữ R này cũng vậy ha, chọn về cái công cụ mũi tên trắng nè, click vào thì nó sẽ hiện lên những cái điểm neo cho các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn một cái điểm neo phía dưới này ha. Rồi bên đây cũng vậy ha. Rồi giữ ship ha, các bạn chọn một cái điểm neo thứ hai nữa. Rồi lúc này các bạn giữ trái chuột nha và các bạn sẽ kéo các bạn thay đổi luôn ha. Các bạn kéo dài cái nét nó ra. Đó, điển hình là như thế ha. Thì khi mà các bạn chuyển cái chữ của các bạn về dạng ship như thế này á, thì các bạn rất là dễ cân chỉnh ha. Rồi với cái chữ H này cũng vậy ha. Thì cái phím tắt để các bạn chọn vào cái công cụ mũi tên trắng này nè. Đó là cái phím chữ A đó các bạn. Khi mà các bạn chọn vào cái phím chữ A và các bạn lít vào cái chữ thì nó sẽ hiện lên những cái điểm neo. Rồi tương tự ha các bạn cũng chọn hai cái điểm neo cuối của cái nét chữ H nè. Lít một cái rồi các bạn giữ ship ha. Lít cái thứ hai nó sẽ chọn cả hai cái điểm neo này. Rồi các bạn có thể dùng phím mũi tên ha các bạn nhích xuống các bạn có thể giữ thêm phím shift ha, để mỗi lần nhích các bạn sẽ được 10 pixel. 1 2 3 4 5. Lúc nãy cái chữ T á, đứt nhích qua 5, nên ở đây đứt cũng nhích là 5 ha. Rồi trên này cũng vậy ha. Lết vào nè. Rồi nhích lên. 1 2 3 4 5. Rất là nhanh chóng luôn. Rồi cái chữ y dài này cũng vậy. Chọn điểm neo thứ nhất, giữ shift chọn điểm neo thứ hai ha rồi các bạn giữ chuột ha các bạn kéo ra buông ra ha rồi tiếp theo nữa đây các bạn thấy có cái chữ n này nó có một cái nét kéo dài á thì chúng ta có thể là chọn là cái công cụ tay tuôn các bạn công cụ gọi chữ các bạn click các bạn chọn một cái chữ phía ngoài như thế này rồi các bạn mở các bạn click nó ra bạn nào mà chưa có các bạn list này á thì các bạn cũng vào menu window ha rồi các bạn chọn clip trong đây á, thì nó sẽ có những cái ký tự đặc biệt cho các bạn nè rất là nhiều những cái ký tự đặc biệt của cái bộ phong này và nhớ là các bạn phải chọn đúng cái tên phong của nó nha ở đây nè các bạn phải chọn đúng cái tên phong của các bạn vừa mới cài vào luôn ở đây á, nó có cái nét gạch dưới nè các bạn có thể các bạn double click và các bạn chọn cái nét này ha rồi các bạn có thể di chuyển nó lên trên n này rồi các bạn cũng click phải chuột vào cái lơ nét chữ các bạn vừa mới tạo ra các bạn click vào và các bạn chuyển nó về là Convert to ship ha Để các bạn chuyển nó về dạng ship luôn Rồi dùng cái công cụ là mũi tên trắng nè Cái phím tắt là phím chữ A Cũng chọn một điểm nail bên đây ha Và một điểm nail bên đây Rồi các bạn nhích ra Rồi các bạn có thể là chọn Cái ship nét gạch và cái ship của cái chữ của bạn á Các bạn chọn hai cái ship này Các bạn click phải chuột và chọn là m ship Để các bạn gộp nó thành một cái ship duy nhất thôi Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tô màu cho những cái ô vuông này thì các bạn để ý ha. Hai cái chữ A và cái chữ ới này nè. Thì ở đây nó sẽ không giống với cái phong của bạn. Thì các bạn cũng có thể thay đổi nó. Rất là dễ. Thì ở đây các bạn cũng chọn về cái công cụ mũi tên trắng. Các bạn tích một cái điểm nail phía tam giác bên đây ha. Rồi các bạn sẽ giữ chuột và các bạn kéo xuống. Khi nào nó chạm dưới cái đường nail phía dưới ha. Nó tự động nó bắt dính vào nè. Đó. Bên đây cũng vậy ha. Các bạn click vào. Và các bạn sẽ kéo. Thì nó sẽ rỗng cái phần dưới như thế này ha Đó bây giờ chúng ta đã giống với cái chữ bên đây rồi Bây giờ chúng ta chỉ việc là tô màu những cái ô này thôi ha Thì để tô màu những cái ô này thì hai cái hình tam giác này thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái công cụ vẽ ship á Hình tam giác ở đây nè Đó Polygon Tool á là vẽ hình đa giác Và cái cạnh ở đây các bạn để là ba ha để các bạn vẽ được một cái hình tam giác trên cái thanh option á cái số lượng cạnh ở đây bạn để là ba ha rồi các bạn sẽ vẽ một cái tam giác cái hướng theo cái chữ ha cái màu ở đây các bạn cho một cái màu hồng thì thông thường cái màu hồng đức hay sử dụng đó là ff0066 rồi các bạn cho nó nằm ở phía dưới layer chữ của bạn nha còn trên t để nó hiện lên cái khung trên form á rồi các bạn sẽ điều chỉnh cho cái tam giác là nó bằng với cái cạnh phía dưới còn hai cái cạnh ở bên hông nè các bạn thì các bạn cũng không có cần phải điều chỉnh cho nó đều ha tại vì cái chữ bạn nó đã che cái hình tam giác này lại rồi nên ở đây các bạn chỉ điều chỉnh cho nó bằng với cái cạnh của cái chữ ở phía dưới đáy thôi ha rồi các bạn có thể giữ phím A nè phím ma là tờ á rồi các bạn copy ha các bạn nắm các bạn kéo bằng copy qua bên đây luôn rồi với cái hình tròn cũng vậy ha các bạn có thể sử dụng cái công cụ vẽ ship hình ellipse các bạn chọn vào cái công cụ là ellipse tool nè rồi để vẽ được hình tròn khi vẽ thì các bạn sẽ giữ thêm phím ship ha nhưng mà để cho nó vẽ trên từng cái ship riêng biệt á thì các bạn sẽ tạo một cái lơ mới lơ rỗng nha và các bạn sẽ giữ phím ship các bạn vẽ một cái hình tròn miễn sao cho nó lớn hơn cái vòng tròn ở phía trong là được rồi chúng ta sẽ không cần phải chính xác ha rồi nhích nó lên một tí xíu rồi tương tự các bạn cũng giữ phím Alt ha. Khi mà các bạn giữ phím Alt á, thì nó sẽ hiện ra cái dấu mũi tên trắng đen như thế này. Thì khi mà các bạn kéo như thế này thì các bạn sẽ copy cái hình tròn bạn ra. Các bạn đưa qua cái chữ ơi ha. Rồi đến đây á, thì bốn cái ship này các bạn có thể chọn cả bốn cái ship này ha. Rồi các bạn tổ hợp phím Ctrl R để các bạn group nó lại thành một group để cho nó gọn ha. Ở đây các bạn có thể đặt là ship. Ở trên này các bạn có thể đặt là table đến đây thì các bạn đã hoàn thành được một cái hiệu ứng chữ giống như trong phim trò chơi con mực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ chia sẻ đến bạn bè cũng như là người thân của các bạn nhé, vì đó là niềm động lực rất là lớn để Đức có thể tiếp tục ra những video tiếp theo và đừng quên subscribe kênh YouTube. Khi subscribe thì các bạn hãy nhớ lít like luôn vào biểu tượng icon cái chuông bên cạnh. Có như thế thì các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào của Đức. Và hiện tại thì Đức cũng đang có một cái kênh TikTok đúng với cái kênh tên YouTube đó là Hẻm đồ họa. Cho nên mong rằng là các bạn sẽ follow cũng như là tim để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.